Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 2, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển xe máy trên đường Thuận An Hòa theo hướng đi đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi xe tới giao lộ với đường Mỹ Phước Tân Vạn thì bất ngờ tông vào đuôi một chiếc xe tải đang dừng chờ đèn đỏ. Cú tông mạnh làm chiếc xe máy ghim chặt vào đuôi xe tải, nam thanh niên nằm bất động ở hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Nhận tin báo, công an thành phố Thuận An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.